Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với X Review. Và trên tay mình đang là chiếc Xiaomi 12. Đây là một trong bộ đôi flagship mới nhất đến từ Xiaomi được ra mắt và hiện tại nó đang được bán chính hãng tại Việt Nam. Và bộ đôi Xiaomi 12 cũng như là 12 Pro đã được cho đặt hàng trước tại thị trường Việt Nam từ ngày 18 tháng 3 và đã có mặt tại thị trường Việt Nam từ ngày 1 tháng 4. Hiện tại thì Di Động Việt cũng đang cho đặt trước cái chiếc Xiaomi 12 này. Link chi tiết của sản phẩm thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả cho bạn nào muốn tham khảo nhé. Về giá bán ý, thì mình thấy Xiaomi 12 đang có mức giá khoảng 20 triệu đồng, còn cái chiếc 12 Pro thì nó sẽ có mức giá rơi tầm khoảng là 28 triệu đồng và nó sẽ cạnh tranh với những smartphone thuộc phân khúc cao cấp, ví dụ như chiếc Oppo Find X3 Pro hay là Samsung Galaxy S22 Series. Vậy thì để xem là chiếc Xiaomi 12 này nó có những gì để đối đầu với những flagship đến từ Oppo hay là Samsung thì trong video hôm nay mình và bạn sẽ cùng nhau mở hộp và chia sẻ nhanh cái sản phẩm này nhé. Ok, mình sẽ xem bên trong hộp và phụ kiện của chiếc Xiaomi 12 này. Đây, phía bên dưới đây là phụ kiện. Thì nó có một cái hộp nữa và hộp này thì sẽ đựng cho chúng ta đó chính là que chọc SIM này, ốp lưng silicone và sách hướng dẫn sử dụng. Đó, khá là nhiều sách hướng dẫn sử dụng luôn. Phía bên dưới phụ kiện thì may quá nó không bị gắt giảm sạc cũng như là cáp giống như ở thế hệ trước. Nó vẫn có chúng ta một củ sạc nhanh với công suất lên tới là 67W. Một sợi dây cáp EV-Type-C. Đó, rất là đầy đủ. À, thiếu mỗi tai nghe thôi. Nhưng mà Xiaomi thì thường thường họ sẽ không trang bị đi kèm với tai nghe rồi. Và đây toàn bộ phụ kiện của chiếc Xiaomi 12 hàng chính hãng. Và bây giờ thì mình sẽ chia sẻ kỹ hơn về chiếc Xiaomi 12 này nhá. Quay trở lại với chiếc Xiaomi 12 thì cái ấn tượng đầu tiên của mình khi mà cầm chiếc máy này trên tay là nó vô cùng là nhỏ gọn và thực sự là rất dễ cầm nắm, và cảm giác cầm nắm nó cũng cực kỳ là thoải mái. Và phần lưng sau đây thì được làm từ kính nhám mờ giúp hạn chế mồ hôi và dấu vân tay và cảm giác sờ trên tay đây thì vô cùng là thích luôn. Phần khung viền thì chắc chắn rồi, được làm từ kim loại. Nếu như bạn nào muốn một cái chiếc flagship với kích thước nhỏ gọn ấy, thì chiếc máy này đáng để các bạn cân nhắc. Một vài chi tiết khác về phần thiết kế ấy, thì ở cạnh bên phải đây nó sẽ có phím nguồn và phím tăng giảm lượng. Ở phía dưới cạnh đáy thì nó sẽ có khay SIM, mic đàm thoại, cổng sạc USB-C và loa ngoài. Chiếc máy này thì nó sẽ có loa kép stereo và được tinh chỉnh bởi Harman Kardon. Và loa kép thứ hai thì sẽ được nằm ở phía cạnh bên trên, kèm theo đó là một cái mắt thần hồng ngoại để điều khiển các thiết bị từ xa và một cái mic phụ để thu âm. Ở phía mặt trước thì chiếc Xiaomi 12 sẽ có một cái màn hình cong với kích thước đường chéo chỉ là 6,28 inch. Vì thế nó mới có kích thước nhỏ gọn như vậy. Và màn hình của sản phẩm này thì nó sẽ có thiết kế dạng đục lỗ. Phần đục lỗ ở phía giữa thì nó sẽ chứa chúng ta cụm camera selfie có độ phân giải là 32 megapixel. Màn hình của sản phẩm này thì sẽ được trang bị tấm nền AMOLED với độ phân giải là Full HD cộng, có hỗ trợ công nghệ HDR10 và tần số quét màn hình là 120Hz. Tuy nhiên thì chiếc Xiaomi 12 này nó sẽ không được trang bị màn hình LTPO 2.0 để có khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa các tần số quét. Tuy nhiên thì nó cũng có thể điều chỉnh được tốc độ làm tươi từ 120Hz hoặc là 60Hz. Nó lại không có tùy chọn là 90Hz. Vậy nên là các bạn không thể cân bằng được giữa cái sự mượt mà cũng như là cái thời lượng sử dụng pin. Một là các bạn chọn 60Hz để tiết kiệm pin hơn. Hai là muốn trải nghiệm mượt mà thì chọn lên 120Hz. Ngoài ra thì các bạn có thể chọn cái tự động này thì nó có thể tự động điều chỉnh được cái tốc độ làm tươi dựa trên bối cảnh để cân bằng giữa hiệu suất và mức tiêu thụ pin. Còn về chất lượng hiển thị thì không thể nào mà chê được rồi. Màn hình hiển thị cực kỳ là xuất sắc, độ sáng cao, tươi tắn, trong trẻo, cùng với đó là độ tương phản thì cực kỳ là tốt. Nói chung là chất lượng hiển thị ở trên những chiếc flagship đến từ Xiaomi thì chưa bao giờ làm mình thất vọng cả. Tiếp theo là về phần camera. Về camera thì chiếc máy này nó sẽ được trang bị 3 camera ở phía sau, bao gồm ống kính chính thì sẽ có độ phân giải là 50 megapixel, dùng cảm biến Sony IMX766 giống như ở trên chiếc Find X3 Pro, có hỗ trợ chống rung quang học OIS. Ống kính thứ hai là ống kính tele có độ phân giải là 13 megapixel và ống kính thứ ba là ống kính chụp ảnh macro có độ phân giải là 5 megapixel. Và trên camera của sản phẩm này thì nó cũng có rất nhiều những cái tính năng. Ví dụ như quay video thì nó có quay video có độ phân giải lên tới là 8K với tốc độ là 20 khung hình trên giây. Cái video 8K này thì nó có đầu tiên ở trên chiếc Poco F2 Pro rồi thì không nói làm gì cả. Và cái khả năng quay video năm nay của Xiaomi cũng được giới công nghệ đánh giá rất là cao về mặt chất lượng hình ảnh cũng như là thu âm. Thì mình sẽ gửi đến các bạn trong một cái bài đánh giá chi tiết sau nhé. Về mọi tính năng thì nó đều đầy đủ cả, từ chống rung này, chụp ảnh chân dung do phông, để xem là camera của sản phẩm này có thể zoom quang học mà chỉ là 2x mà thôi. Đó, zoom quang học chỉ là 2x với camera tele 13 megapixel. Còn nếu như mà muốn zoom hơn thì nó sẽ có zoom kỹ thuật số lên tới là 10x. Tiếp theo là về phần cấu hình của chiếc Xiaomi 12.
Về cấu hình thì nó sẽ được trang bị con chip mạnh nhất đến từ Qualcomm, đó chính là Snapdragon 8 Gen 1, đi kèm với dụng RAM là 8GB, bộ nhớ trong là 256GB. Đây cũng là một cái mức cấu hình thuộc hàng tốt nhất trên thị trường hiện nay. Tuy nhiên thì so với chiếc Samsung Galaxy S22 series thì Xiaomi không cho người dùng tùy chọn dụng RAM cũng như là bộ nhớ trong. Dù khi ra mắt tại trường quốc tế thì máy sẽ có thêm phiên bản RAM 12GB, bộ nhớ trong là 128 hoặc là 256GB, mà bán chính hãng tại trường Việt Nam thì chỉ là RAM 8GB và bộ nhớ trong là 256GB mà thôi. Viên pin được trang bị ở trên Xiaomi 12 thì sẽ có dung lượng là 4.500 mAh và hỗ trợ sạc nhanh với công suất là 67W với củ sạc nhanh đi kèm theo sẵn, và sạc nhanh không dây là 50W và sạc ngược không dây cho các thiết bị khác là 10W. Về điểm số AnTuTu thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 877.000 điểm, điểm CPU đạt được là 207.000 và điểm GPU đạt được lên tới là 356.000 với nhân là Adreno 730. Và trong video tới thì mình sẽ gửi đến các bạn cái bài test hiệu năng ở trên chiếc Xiaomi 12 này nhé. Tuy nhiên thì hiện tại mình đã cảm thấy cái chiếc máy này nó khá là nóng rồi và mình chưa hề sử dụng một cái tác vụ nào cả. Đây là cái nhược điểm khá là chí mạng ở trên chiếc Xiaomi 12 với con chip Snapdragon 8 Gen 1. Còn về phần mềm thì hiện tại nó đang được chạy ở trên cái giao diện MIUI 13 mới nhất và được tùy biến ở trên nền tảng là Android 12. Ok, vừa rồi thì mình và các bạn đã cùng nhau đi mở hộp cũng như là chia tay nhanh về chiếc Xiaomi 12, chiếc flagship nhỏ gọn mới nhất đến từ Xiaomi. Và nếu như bạn nào cần một chiếc máy cao cấp với thiết kế nhỏ gọn mà các bạn lại không thích iOS như ở trên chiếc iPhone 13 mini thì có thể lựa chọn chiếc Xiaomi 12 này với kích thước rất là nhỏ gọn và cảm giác cầm nắm nó không bị cấn như chiếc iPhone 13 mini luôn, vô cùng là thoải mái. Và hiện tại thì Di Động Việt đang cho đặt hàng trước cái sản phẩm này với mức giá của chiếc máy này niêm yết tại thị trường Việt Nam là 19.990.000 đồng. Tuy nhiên khi mà đặt hàng tại Di Động Việt thì các bạn sẽ đi kèm với nhiều phần quà và có thể trừ vào giá thì cái mức giá của nó sẽ là tốt hơn. Và link chi tiết thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả cho bạn nào muốn tham khảo nhé. Còn các bạn nghĩ sao về chiếc Xiaomi 12 này và có lựa chọn nó trong tầm giá khoảng dưới 20 triệu đồng hay không thì xin mời hãy để lại ý kiến dưới phần comment. Rồi cảm ơn các bạn theo dõi video của bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.